Xin chào tất cả mọi người. Và nội dung chia sẻ tiếp theo của ngày hôm nay đó là nội dung liên quan đến việc hướng dẫn sử dụng phần mềm chẩn đoán của hãng Toyota và Lizard. Đó là phần mềm chẩn đoán Toyota Techim ha. Thì với cái phần mềm chẩn đoán Toyota Techim này thì hôm nay bên Bảo Ca sẽ hướng dẫn cho mọi người các cái nội dung sau. Thứ nhất là hướng dẫn cho mọi người cách để thực hiện công việc là kết nối máy chẩn đoán. Thứ hai là có thể đọc được lỗi và xóa được lỗi. Thứ ba là có thể đọc các cái dữ liệu data lake và có thể tìm được các cái tác vụ liên quan đến việc là kích hoạt các cái chức năng và thực hiện công việc reset program liên quan đến phần mềm chẩn đoán của hãng Toyota Techim này. Xin chào anh em ha. Video này á thì mình sẽ hướng dẫn cho anh em cách để đọc lỗi, rồi đọc dữ liệu data lake, rồi kết nối chẩn đoán liên quan đến cái loại động cơ Toyota này ha. Thì đây là một nội dung cực kỳ quan trọng mà tất cả anh em phải biết hết trong quá trình để sử dụng ha. Thì đầu tiên á thì anh em muốn kết nối chẩn đoán được thì anh em phải cắm cái jack chẩn đoán ha, cái chẩn đoán và cái thiết bị để chẩn đoán. Thì ở đây mình sẽ dùng cái chẩn đoán bằng Mongo ha để kết nối chẩn đoán. Thì ở đây là cái phần mềm mà mình sẽ hướng dẫn cho anh em sử dụng, đó là phần mềm Toyota Techim ha. Thì với cái phần mềm Toyota Techim này á thì anh em có thể test được các cái dòng của Toyota nè, Lizard nè, Xeon ha. Thì những cái dòng phổ biến ở Việt Nam là Toyota và Lizard á, thì đây là cái phần mềm mà anh em có thể cài rất là đơn giản và free ha. Thì anh em nào cần cái phần mềm này thì có thể liên hệ qua mình để được hỗ trợ ha. Thì bây giờ mình sẽ hướng dẫn cho anh em các cách kết nối, đọc lỗi và cài đặt ha. Đầu tiên thì anh em vô Connect to Vehicle để kết nối cái thông tin của phương tiện này ha. Và mình đang hướng dẫn cho anh em cách để kết nối máy chẩn đoán với xe ha. Thì khi mà anh em kết nối được cái máy chẩn đoán với xe thì anh em sẽ có được một vài thông tin mà anh em phải chọn cái thông tin này để thực hiện ha. Thì trước tiên mình sẽ chọn thông tin sub ha. Rồi chức năng. Sau đó anh em nét nha. Thì anh em đang thấy là cái chắc chuẩn đoán và cái thông tin xe mình đang được kết nối ha. Thì khi nó được kết nối nó sẽ vào một cái giao diện ha. Thì anh em có thể thấy ở đây là giao diện của nó ha. Thì đây là cái giao diện của Toyota ha. Thì khi anh em muốn test cái hệ thống nào liên quan đến cái xe này, như là hệ thống động cơ nè, hệ thống động cơ hộp số, thì anh em nhấp vào cái phần động cơ hộp số, hệ thống túi khí thì anh em nhấp vào đây, hệ thống chìa khóa IMO thì anh em lắp vào đây ha. Và mình sẽ chọn vào cái mục là test cái động cơ và hộp số ha, anh em sẽ nhấp lắp vào đó. Mình đang đọc lỗi chiếc xe này nha. Đó, anh em thấy không? Thì khi mà anh em đọc lỗi á, chiếc xe này nó có lỗi đúng không anh em? Nó có lỗi như là mã lỗi map air low rust low, rồi input air temperature sensor hay input á, thì anh em thấy rằng đây là những cái lỗi mà sau khi anh em đọc lỗi, một chiếc xe nó có thể hình thành ra và cái tình trạng nó có thể là run hoặc pending hoặc history, tùy thuộc vào cái lỗi nó như thế nào, lỗi history hay là đang hình thành lỗi hay là lỗi đã anti rồi. Thì cái việc là cái anh em đọc ra lỗi rồi thì cái việc là anh em phải đi phân tích cái lỗi này nó xảy ra do đâu. Nó có thể do lỗi cái con cảm biến MAF này ha, con IAT nằm trong đây ha, thì anh em phải đi kiểm tra. Ở đây á mình chỉ hướng dẫn cho anh em cách để sử dụng phần mềm này thôi. Thì cái phần mềm này á thì khi mà anh em đọc ha, thì anh em có thể xóa lỗi ở đây ha, anh em làm đúng cái thao tác của nó xóa lỗi thôi, xóa lỗi ở đây ha. Đó, anh em ấn vào cái biểu tượng này thì anh em sẽ ra một cái mục để xóa lỗi cái loại động cơ Toyota này. Thì anh em làm đúng cái điều kiện đây thì anh em có thể xóa lỗi được ha. Trước khi xóa lỗi á thì anh em hay phải làm một cái công việc đó là cực kỳ quan trọng, đó là phân tích cái dữ liệu data lake ha. Trước khi xóa lỗi thì anh em anh em phải chụp hình lại trước đã nha, rồi anh em hãy đi tìm kiếm thông tin rồi đọc xử lý. Thì đây là cái bảng thông tin về việc là các cái dữ liệu liên quan đến cái xe này. Thì các cái dữ liệu này sẽ giúp cho anh em trong cái công việc đó là gì, phân tích cái tình trạng của cái động cơ của mình nó đang báo về như thế nào.
thì anh em có thể thấy hình tượng cái nãy là cái xe của mình nó đang báo lỗi về con cảm biến map á, thì anh em đang thấy gì là con cảm biến map này đang ghi nhận là 0,29 0,29 ha, và con cảm biến ET đang báo về là 2 ha, mà ở đây anh em đang đo là 45V ha. Thì các cái dữ liệu này á, thì anh em phải sử dụng một cái thông tin chuyên hãng để biết được các dữ liệu tiêu chuẩn của chiếc xe này ở chế độ on, chế độ ranty thì nó sẽ ghi nhận là bao nhiêu. Thì cái khi mà anh em set cái điều kiện này hoạt động chính xác á, thì cái việc là cái mã lỗi này nó hoạt động đúng cái điều kiện này thì cái mã lỗi nó sẽ hoàn thành á. Thì cái trường hợp hồi nãy anh em đọc lỗi á, mà nó báo lỗi là do mình tháo cái giắc điện này ra nha, thì nó báo lỗi cái việc đó mình đã cắm lại, thì bây giờ mình chỉ cần xóa lỗi đi là hết thôi. Nhưng ở đây á là mình không chỉ cho anh em cách việc là cắm giắc tháo giắc để xử lý ha, mà cách mình muốn là hướng dẫn cho anh em các dữ liệu này để anh em có thể đi phân tích và xử lý các lỗi trên xe này ha. Tất cả các thông tin này mình đã hướng dẫn cho anh em trong cái phần các buổi livestream để hỗ trợ anh em trong cái việc đó là gì, là xử lý các lỗi trên xe đó. Bây giờ mình sẽ quay ngược lại cái phần tập lỗi ha. Bây giờ mình sẽ xóa cái lỗi xe này đi nha. Mình đang đi vô lại nè. À, bây giờ mình sẽ thao tác xóa lỗi này, mình sẽ chọn vào cái mục là xóa lỗi thôi. Rồi nó hỏi một cái điều kiện để xóa lỗi nha. À, anh em phải làm đúng cái điều kiện này, xong đó anh em bấm clear ha. Thì cái mã lỗi sẽ được làm sạch ha. Rồi, khi đó là cái mã lỗi đã được xử lý. Khi mà anh em muốn thực hiện các cái chức năng tiếp theo của cái phần mềm này á, như là AutoTest nè, các cái cơ cấu cho hành thì anh em nhấp vào biểu tượng AutoTest thôi. Thì ở đây nó có thể giúp cho anh em chẳng biết là test các bơm xăng nè, test fan UCV nè, test bướm ga điện nè, test cái cần số nè, test CO noi hộp số nè. À, thì anh em có thể lựa chọn thôi. Tiếp theo á, thì anh em có thể vào những cái mục mà của Toyota để hỗ trợ anh em chẳng biết là cài đặt nè, reset lại động cơ nè. À, đó, anh em có thể vào một cái mục này ha. Thì đây là cái video mà mình hướng dẫn cho anh em cách để kết nối thông tin giữa chiếc xe để đọc lỗi, xóa lỗi, rồi đọc dữ liệu data lift và thực hiện các chức năng trên cái phần mềm Toyota Test Chim này để đọc thông tin của chiếc xe này. Vừa rồi thì anh em đã được hướng dẫn sử dụng phần mềm Toyota Test Chim trong việc kết nối nè, đọc lỗi nè, rồi đọc current data và thực hiện các cái tự vụ liên quan đến việc là kích hoạt các chức năng trên cái phần mềm Toyota Test Chim trên chiếc xe là Toyota Fortuner ha. Fortuner. Thì bây giờ mình sẽ tóm tắt lại cho anh em để anh em có thể nắm được cái nội dung và nội dung ha. Thì trước tiên á, cái nội dung mà anh em cần nắm trong cái việc này đó là cái giao thức kết nối. Giao thức kết nối ở đây có những gì? Thứ nhất là đối với Toyota và Lizard á, và Scion luôn ha, thì nó sẽ dùng cái phần mềm chuẩn đoán Toyota Test Chim này. Anh em muốn cài cái phần mềm này thì anh em có thể sử dụng một vài cái cách cài ở trên mạng. Thì cách cài trên mạng hiện tại là version nó không cao nha, còn nếu muốn version cao thì anh em phải trả phí ha. Đó, còn em muốn biết chi tiết thì anh em có thể comment phía dưới, mình sẽ có một video nói chi tiết về cái phần mềm hơn. Rồi thứ hai là giữa xe và phần mềm chuẩn đoán nó phải có một cái bộ adapter để chuyển thông tin dữ liệu. Thì ở đây hiện tại mình thấy ở thị trường Việt Nam đa phần anh em sử dụng thứ nhất là cái PCI nè, cái loại màu trắng nè. Cái loại màu trắng này thì bây giờ nó không được phổ biến lắm bởi vì nó chỉ sử dụng cho Toyota thôi. Thì bây giờ đa phần mọi người sẽ sử dụng cái đầu là Mongo này ha. Thì cái đầu này nó rất là phổ biến bởi vì nó vừa sử dụng cho Toyota luôn và nó sử dụng cho cả một vài cái hãng khác như là Honda nữa ha. Chủ yếu là anh em đưa nó nhận cái driver vào cái phần mềm chẩn đoán là được. Rồi, và anh em thấy là hiện tại đối với Toyota Test Chim á, thì phần mềm được cài và được sử dụng trên laptop ha. Nó khác với các hãng của Hyundai và Kia thì nó có sử dụng tab hay là trên cái GDF Mobi thì nó khác ha. Anh em lưu ý điều này. Hiện tại đối với phần mềm của Toyota là Toyota Test Chim á, thì nó không có cái tài liệu tra cứu trên cái phần mềm chuẩn đoán luôn, nên cái phần mềm này khá là nhẹ nên tất cả các máy đều có thể cài được ha. Rồi tiếp theo là gì? Là cách kết nối á. Thì đầu tiên anh em phải nắm được cái giao diện của nó. Thì cái giao diện
trên màn hình anh em có thể thấy thì mình đang dùng cái version là 13.00.022 thì version này nó khá thấp ha. Và cái bản này mình chỉ được sử dụng trong 5.000 giờ thôi, cái bản này nó lại thấp ha. Nếu anh em cài một cái phần mềm Toyota TechChim khác thì nó sẽ có giao diện khác ha, nên anh em đừng có quan tâm về việc này lắm. Nên khi mà anh em kết nối được cái phần mềm á thì anh em quan tâm các cái tác vụ bên này, thì các cái tác vụ bên này mình đã liệt kê rồi, mình sẽ không nói lại ha, anh em có thể chụp hình cái này lại. Nhưng mà mình sẽ nói cái phần mà mình đã kết nối với xe như thế nào, thì mình vô cái cần cái phần gì connect to vehicle, mình sẽ nhấn vào đây thì nó sẽ hiện ra giao diện kết nối ha. Sau đó anh em sẽ làm gì, anh em phải nhập cái thông tin của xe. Như chiếc xe vừa rồi mình vừa quay cho anh em á, thì đó là chiếc Toyota Forerunner, thì mình sẽ nhập thông tin là Toyota model là Forerunner năm bao nhiêu và động cơ gì. Thì ở đây là cái giao diện này mình đang dùng cho Camry đời 2007 động cơ 2 ZFE, thì mình cứ nhập theo giao diện thôi. Rồi sơ VIN này và các cái thông tin này mình đã là VIN dịch ra, anh em có thể sử dụng nó ha. Rồi trong cái phần mà kết nối của xe thì anh em lưu ý cho mình cái điều gì, không phải bất kỳ trường hợp nào anh em sử dụng cái thiết bị chuẩn đoán nó đều có thể kết nối được. Nó sẽ xảy ra các trường hợp như sau. Thứ nhất là không kết nối được. Vậy không kết nối được nguyên nhân do đâu thì anh em phải biết cách xác định điều này. Thứ nhất có thể do cái cục đầu chuyển adapter bị hư, hay là phần mềm bị lỗi, hay là một trong các hộp mà anh em đang test như hộp động cơ, hộp ABS, hộp túi khí, rồi hộp số nó bị hư dẫn đến mất kết nối. Khi xảy ra trường hợp như vậy anh em phải kiểm tra như thế nào. Mình ví dụ như trong trường hợp nó bị hư cái bộ adapter thì anh em phải có một cái bộ khác để kết nối, thì anh em có thể dùng máy đa năng kết nối lại. Nếu mà kết nối được với hộp thì cái nghĩa là cái gì, là từ cái adapter của anh em với cái máy phần mềm chuẩn đoán nó đang có bị trục trặc thì anh em loại sự bệnh đó. Nhưng trong trường hợp nếu cái thiết bị chuẩn đoán là adapter với cái gì, với phần mềm chuẩn đoán nó đều kết nối được với xe khác, tức là gì, xe của anh em đang có vấn đề liên quan với việc là kết nối với một cái hộp nào, mình lấy ví dụ như hộp động cơ đi, thì khi đó anh em bắt đầu kiểm tra cái gì. Thứ nhất anh em phải kiểm tra jack chuẩn đoán OBD, đúng không? Rồi thứ hai là đường dây từ jack OBD đến hộp. Vậy cái hộp đó dùng giao tiếp gì để kết nối vào chuẩn đoán Calais hay Ken. Để làm được đó thì anh em phải xác định được là cái hộp của mình nó còn sống hay không bằng cách phương pháp đo. Thì cái nội dung này mình đã chia sẻ trong anh em trong cái việc là phân tích sơ đồ mặt điện rồi, mình đã hướng dẫn cho anh em cách tìm ra nguồn, kiểm tra mát, kiểm tra cái hộp đó thuộc về giao thức gì, Ken hay Calais. Thì khi đó anh em sẽ biết được là cái hộp của mình có bị hư hay không, có đường dây có ok không, jack OBD có ok không, thì khi đó anh em mới đưa ra kết luận chính xác được là nó bị gì, đường dây đứt hay là hộp hư, nó liên quan đến cái lỗi. Thứ hai trong cái nội dung này là gì, là đọc lỗi. Thì khi mà anh em thực hiện đọc lỗi thì anh em như gì, health test thì nó có các cái hộp liên quan như là hộp air, hộp động cơ nè, hộp rule control, hộp ABS, hộp điều hòa, hộp IMO, hộp túi khí hay hộp gateway, thì tùy thuộc vào cái hộp của anh em muốn chẩn đoán. Vì anh em muốn kết nối với chẩn đoán vào động cơ và túi khí thì nó sẽ xuất hiện ra các mã lỗi. Ở đây mình có phiên dịch ra một vài cái cụm từ chuyên ngành thì anh em có thể học ha. Thì khi anh em kết nối đọc được lỗi rồi á thì nó sẽ ra được các mã lỗi. Ở trong các mã lỗi này anh em lưu ý cho mình cái điều gì. Thứ nhất cái code mã lỗi ha, các cái dòng xe châu Á nó cấp mã lỗi này rất là phổ biến, anh em chỉ nhấn cái code này lên mạng nó sẽ hiện ra. Và học thêm các cái cụm từ tiếng Anh chuyên ngành như cam sát position A, actuator cluster pan 1 thì nó nói với cái gì, anh em phải nắm được điều này. Điều thứ hai ở bảng thông tin này là current spending history, đây là những cái nội dung khá là quan trọng. Bởi vì sao, khi một mã lỗi xuất hiện nó sẽ có 3 yếu tố, nó là không thể xóa đồ, là current là khi anh em xóa nó sẽ lập tức báo lại, pending là nó đang hình thành lỗi, và history tức là gì, là cái lỗi này đã xảy ra rồi và nó ghi nhận là đã hết, nhưng mà nó ghi nhận lịch sử đã xảy ra. Thì đối với lỗi history á, thì trước khi anh em thực hiện công việc của nó thì anh em phải lưu lại, anh em nên lưu lại cái mã lỗi và sau đó xóa đi và đi thử xem nó có hình thành lại không, và giám sát sau khi một thời gian nó có báo lại mã lỗi đó không. Còn đối với trường hợp về pending hoặc current thì hai mã lỗi này là chắc chắn
khả năng sắp sửa hình thành và đủ điều kiện là sẽ hình thành mã lỗi. Thì trong cái phần mà đọc mã lỗi này đó, mình chỉ tóm gọn anh em cần nắm thứ nhất là gì, hiểu được cái current pending history, và anh em phải trang bị thêm kiến thức liên quan đến phân tích cái mã lỗi. Ví dụ một cái mã lỗi này anh em cần biết được những cái điều gì trong cái phần mã lỗi này ha. Còn phân tích chuyên sâu mình sẽ có một cái nội dung sau ha. Rồi tiếp theo, ở trong cái phần đọc lỗi thì có một cái mục đó là xóa lỗi. Thì xóa lỗi như thế nào thì anh em có thể nhấn vào cái biểu tượng đây nè để thực hiện xóa lỗi ha. Hình tượng phần thứ nó sẽ hiện ra một cái thông báo là mọi người là anh em có muốn xóa cái mã lỗi này trước khi không, thì anh em thực hiện theo cái thao tác này thì anh em ấn clear ha, thì nó sẽ xóa lỗi. Ở video trước đó mình đã hướng dẫn rồi, thì khi nó xóa lỗi, những cái lỗi nào nó xóa được thì nó sẽ xóa, còn những mã lỗi nào nó thuộc là pending hoặc còn nó sẽ làm gì, nó sẽ chuẩn bị và hình thành lỗi ha, và đủ điều kiện thì nó hình thành lỗi luôn ha. Thì anh em lưu ý điều này ha. Rồi trong video thứ ba, trong video cái nội dung thứ ba là liên quan đến các cái dữ liệu của xe. Ví dụ anh em lấy dữ liệu động cơ liên quan đến phần hộp số, liên quan đến phần động cơ, liên quan đến hệ tổ khí, liên quan đến hệ thống ABS, thì nó có một cái mục là data list. Data list này nó sẽ giúp cho mọi người giống như cái công việc của một bác sĩ chẩn đoán đó. Họ không thể nào mổ một bệnh nhân hoặc mổ một cơ thể ra để biết xem cái đó nó bị hư không, mà phải dựa trên các cái thông số. Khi anh em hiểu các thông số này, anh em giống như một người bác sĩ đi chẩn đoán các cái vấn đề của xe và đưa ra một kết luận. Ví dụ như dữ liệu về cảm biến mát nó có đo không, nhiệt độ của động cơ nó như thế nào, rồi thời gian phun, rồi cái gì tốc độ động cơ, cái độ tải của xe nó có đúng với điều kiện hoạt động của nó là ở chế độ ranty hay là ấy không. Thì đây là cái bảng dữ liệu về data list, nên anh em phải nắm được tối thiểu về cái dữ liệu data list này và ý nghĩa của cái phần data list này nó như thế nào, như thế nào. Rồi nếu anh em có những cái thắc mắc liên quan đến phần data list thì anh em có thể comment phía dưới, mình sẽ gửi cho anh em cái thông tin liên quan đến data list này và chia sẻ cho anh em trong một cái video liên quan đến phân tích từng cái dữ liệu data list này trên xe Toyota. Rồi. Và nội dung cuối cùng trong cái video này đó là gì, là anh em phải biết đến cái mục rất là quan trọng liên quan đến Attest. Đây là cái chức năng liên quan đến kích hoạt các chức năng liên quan đến cơ cấu, liên quan đến tín hiệu điều khiển mà nó sẽ sử dụng hộp để điều khiển cái việc đó, để anh em biết được chính xác rằng là hộp có điều khiển hay không. Với việc mà sử dụng được cái chức năng này, anh em có sẽ loại suy được rất là nhiều thứ và bớt đi cái khâu kiểm tra, nên anh em phải lưu ý cái điều này. Thì trong cái mục Autotest này đó, tùy theo từng xe mà nó sẽ có, nhưng mà tối thiểu trong một cái dòng xe nó sẽ có những cái chức năng như test liên quan đến test bơm xăng này, test điều khiển bơm xăng này, test van OCV, van bướm ga điện, rồi test kim phun, ngắt bùi mi nắn lửa, vân vân. Thì tôi thuộc vào các hãng. Với cái mục này anh em lên chụp lại và hiểu nó sử dụng cho cái mục đích như thế nào, để anh em có thể sử dụng nó đúng trong trường hợp anh em cần thực hiện cái tác vụ liên quan đến kích hoạt cơ cấu chấp hành. Rồi trong cái phần Toyota này nó còn có thêm một cái mục rất là quan trọng nữa, là khi anh em thực hiện thay thế hay là vệ sinh bướm ga hay gì đó, anh em phải tự nhiên làm gì, có một cái tác vụ liên quan đến việc reset lại hộp, reset lại động cơ, thì anh em phải vô cái mục gì utility này, thì nó sẽ có những cái hạng mục để anh em có thể thực hiện công việc này. Thì đối với nội dung Toyota Test Team hôm nay, anh em còn có những câu hỏi thắc mắc nào thì anh em có thể comment phía dưới, mình sẽ ghi nhận các ý kiến của anh em và trả lời cho anh em một cách nhanh nhất.